Thưa quý vị, tính đến ngày 24 tháng 7, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 17 tháng. Từ đầu tháng 6 đến nay, Ukraine đã triển khai chiến dịch phản công được nhắc tới từ lâu. Nhưng đến nay, dù phải hứng chịu tổn thất cả về người và phương tiện, nhưng Kiev vẫn chưa đạt được bước tiến trên chiến trường. Trong bối cảnh chiến dịch phản công đang lâm vào thế bế tắc, cuộc tấn công vào cầu Crimea được cho là do Ukraine thực hiện hôm 17 tháng 7 đã làm thay đổi cục diện và khiến xung đột trở nên căng thẳng hơn. Sau vụ tấn công này, Ukraine đã tiếp tục thực hiện các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào bán đảo Crimea, trong khi Nga đã phát động hàng loạt cuộc tấn công đáp trả. Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Nhưng trong thời gian qua, những cuộc tấn công nhằm vào bán đảo này tăng lên. Mới đây nhất, Thống đốc Crimea ngày 22 tháng 7 cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine đã làm nổ một kho đạn ở Crimea. Trước đó, một cuộc tấn công bằng UAV trên biển nhằm vào cầu Crimea được Nga mô tả là một cuộc tấn công khủng bố của Ukraine đã làm hư hỏng một đoạn cầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó gọi cầu Crimea là mục tiêu quân sự hợp pháp. Đài RT đưa tin ngày 24 tháng 7, thủ đô Moscow của Nga đã bị hai máy bay không người lái UAV được cho là của Ukraine nhắm mục tiêu, song cuộc tấn công đã bị đẩy lùi. Cụ thể, các UAV đã đâm vào các tòa nhà phi dân cư sau khi bị hệ thống tác chiến điện tử áp chế, khiến hai UAV lao xuống đất ở thủ đô Moscow. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin xác nhận không có thiệt hại lớn sau cuộc oanh tạc. Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa dồn dập vào các mục tiêu ở Ukraine bằng các loại vũ khí như tên lửa, máy bay không người lái UAV cảm tử, vũ khí chính xác tầm xa trên biển. Giao tranh đang nổ ra khốc liệt ở 5 mặt trận chính, gồm Kupiansk, Liman, Bakhmut, Adiivka và Marinka. Người phát ngôn Cụm Tập đoàn Quân miền Đông Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tập hợp 100.000 quân, 900 xe tăng, hàng trăm khẩu pháo cho cuộc tấn công này. Đặc biệt gần đây có sự xuất hiện của lực lượng Wagner cùng với các lực lượng của Belarus tại biên giới Ba Lan. Theo thông tin mới nhất hôm 23 tháng 7, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết số lượng thành viên Wagner ở Belarus có thể lên tới 5.000, thay vì ước tính vài trăm như trước. Lực lượng biên phòng Ukraine lưu ý rằng số lượng lực lượng quân sự tư nhân Nga như vậy không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Ukraine, nhưng lực lượng biên phòng đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Trước đó, các chiến binh Wagner đã đến Belarus sau cuộc binh biến ngắn ngủi bất thành của nhóm quân sự tư nhân này chống lại Điện Kremlin vào tháng trước. Nhóm bán quân sự này từng đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong cuộc xung đột của Nga với Ukraine. Hôm 20 tháng 7, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các lực lượng của họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với các thành viên Wagner gần biên giới với Ba Lan. Chiến sự leo thang mấy ngày qua cho thấy vụ tấn công cầu Crimea của Ukraine chưa biết có mang lại lợi ích chiến lược nào cho Ukraine hay không, nhưng lại là cái cớ hoàn hảo cho Nga vượt ranh giới đỏ trước đó khi bắt đầu tấn công tổng lực, đồng thời tấn công thẳng vào các trung tâm ra mệnh lệnh của Ukraine. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố rất mạnh mẽ rằng nếu Ukraine tấn công cầu Crimea, Nga chắc chắn sẽ đáp trả bằng phản ứng quyết liệt nhất. Cần phải có một phản ứng mạnh mẽ đối với vụ tấn công cây cầu Crimea. Điều này đã được đồng thuận trong nước Nga. Thống đốc vùng Belgorod của Nga tuyên bố Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một ngôi làng ở vùng này bằng bom chùm. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận bom chùm do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã được Kiev triển khai trên chiến trường. Mỹ thừa nhận các loại vũ khí này gây ra rủi ro ngày càng tăng đối với dân thường, nhưng tuyên bố Ukraine đã cam kết sử dụng chúng một cách có trách nhiệm và tránh xa các khu vực đông dân cư. Theo đài RT, Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram ngày 22 tháng 7 nói rằng một ngôi làng ở vùng Belgorod đã bị tấn công bằng bom chùm. Ít nhất 3 quả bom chùm đã được lực lượng Kiev sử dụng trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu định cư Juravlevska. Trước đó hôm 20 tháng 7, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận bom chùm do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã được Kiev triển khai trên chiến trường khá hiệu quả. Bom chùm đã được chuyển giao cho Ukraine trong tuần trước và được Mỹ coi là một cách để cung cấp cho Kiev những loại đạn dược cực kỳ cần thiết, giúp tăng cường cuộc phản công và vượt qua các phòng tuyến của Nga. Các quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ cung cấp hàng nghìn viên đạn loại này nhưng không tiết lộ con số cụ thể. Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng nói thêm rằng Washington sẽ gửi một phiên bản đạn dược có tỷ lệ hư hỏng thấp, nghĩa là tỷ lệ bom nhỏ không phát nổ thấp.
Bom chùm có thể được coi là một phản ứng tạm thời trong cuộc xung đột hiện đang thiếu giải pháp hoàn hảo. Cuộc phản công của Ukraine đạt được ít tiến bộ sau hơn một tháng phát động. Các chuyên gia quân sự cho rằng điều này cần một cú hích và bổ sung đạn dược để duy trì trong thời gian dài. Họ nói thêm rằng bom chùm sẽ giúp giải quyết cả hai vấn đề. Nga đã chỉ trích quyết định Mỹ cung cấp bom đạn chùm cho Ukraine, cho rằng đây là một động thái làm trầm trọng thêm cuộc xung đột. DRT cho biết, trước đó phía Nga đã cảnh báo rằng nếu Ukraine sử dụng loại bom này trên chiến trường, Moscow có quyền đáp trả tương ứng. Trong trường hợp Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine, lực lượng vũ trang Nga sẽ buộc phải sử dụng loại vũ khí tương tự như một biện pháp đối phó với quân đội Ukraine. Nga có bom chùm cho mọi trường hợp, chúng hiệu quả hơn của Mỹ và đa dạng hơn. Các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Biden, lưu ý rằng ít nhất 149 thường dân đã thiệt mạng hoặc bị thương trên toàn thế giới bởi những loại vũ khí như vậy vào năm 2021, theo Cluster Munition Monitor. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, chiến dịch phản công của Kiev sẽ tăng tốc sau thời gian khởi đầu chậm chạp. Theo ông Zelensky, tiến độ phản công không được như kỳ vọng là do chiến dịch bắt đầu chậm hơn dự kiến, do Ukraine thiếu đạn dược và binh lính chưa được huấn luyện đầy đủ. Việc này đã giúp đối phương có thời gian để dựng lên các tuyến phòng thủ, thiết lập các bãi mìn dày đặc. Phát biểu này được ông Zelensky đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc phản công của Ukraine đã không mang lại kết quả đáng kể, mặc dù phải trả giá đắt về sinh mạng của các binh sĩ. Điều này đã khiến phương Tây thất vọng. Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết phương Tây rõ ràng đang thất vọng về cuộc phản công vốn được ca ngợi nhiều của Kiev, hiện không mang lại bất kỳ kết quả nào, thậm chí gây thương vong lớn cho lực lượng Ukraine. Kiev đã nhận được nguồn lực khổng lồ bao gồm tất cả các loại vũ khí của phương Tây như xe tăng, thiết giáp, pháo và rocket, cũng như hàng nghìn lính đánh thuê cùng cố vấn nước ngoài, nhưng đều không đạt được kết quả nào. Nhà lãnh đạo Nga lập luận rằng thiết bị quân sự của phương Tây đã được chứng minh là kém hơn, ngay cả so với vũ khí thời Liên Xô. Có thể thấy rằng thiết bị quân sự được cho là bất khả xâm phạm của phương Tây đang bốc cháy, và theo dữ liệu chiến thuật, kỹ thuật, nó thậm chí còn thua kém một số vũ khí do Liên Xô sản xuất. Các quốc gia phương Tây có thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, gây ra nhiều thiệt hại hơn cho Nga và kéo dài xung đột. Nhưng các kho vũ khí của NATO và kho dự trữ vũ khí cũ của Liên Xô ở một số quốc gia đã cạn kiệt ở một mức độ nhất định. Trong khi đó, thời gian đang đứng về phía Nga. Nga đã có nhiều thời gian để chuẩn bị. Họ đã dựng các hàng rào chống tăng, đào chiến hào và giải các bãi mìn rộng dọc theo mặt trận dài 1.000 km. Trực thăng tấn công K-52 của Nga liên tiếp giáng đòn từ trên cao vào các đoàn xe của Ukraine đang di chuyển. Các nhà quan sát cho rằng, hiện nay Ukraine chưa được cung cấp máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, dù có được F-16, thì Ukraine cũng sẽ khó tạo ra được sự khác biệt trên chiến trường khi đối phó với các công sự được củng cố kỹ càng của Moscow, cũng như khả năng phòng thủ đất đối không chắc chắn của Nga. Tác chiến phòng thủ được hưởng lợi từ công nghệ hiện đại như máy bay không người lái, UAV. Do đó, rất khó để chiếm được lãnh thổ trước lực lượng không phải chịu nhiều sức ép, đặc biệt là khi bên tấn công, trong trường hợp này là Ukraine, không có ưu thế trên không. Tốc độ chậm chạp của cuộc phản công có thể là cái cớ cho những người vốn chỉ trích việc viện trợ cho Ukraine. Cả sự kiên nhẫn và nguồn viện trợ của phương Tây đều không phải là tài nguyên vô hạn. Sự ủng hộ dành cho Ukraine có thể giảm dần khi có sự thay đổi lãnh đạo ở Mỹ và các nước châu Âu trong các cuộc bầu cử sắp tới. Cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ quân sự hóa Biển Đen khi cả Nga và Ukraine đều cảnh báo rằng các nước này có thể nhắm vào các tàu thuyền mà họ cho là tàu chở hàng quân sự đi qua vùng biển này. Động thái này xảy ra sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Theo giới phân tích, đây là bước leo thang nguy hiểm có thể gây rủi ro cho tàu thuyền thương mại và khiến các quốc gia khác bị cuốn vào cuộc xung đột. Hôm 19 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này sẽ coi tất cả các tàu di chuyển trên Biển Đen đến các cảng của Ukraine là tàu chở hàng hóa có thể được dùng cho mục đích quân sự, bắt đầu từ 0 giờ ngày 20 tháng 7. Theo hãng tin TASS, Bộ này cũng cho biết sẽ xem các nước có quốc kỳ treo trên tàu đi đến các cảng của Ukraine là các bên ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột hiện nay. Một ngày sau tuyên bố của Nga, Ukraine có động thái đáp trả tương tự. Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ,
tất cả tàu di chuyển trên Biển Đen hướng đến cảng của Nga và cảng Ukraine đang bị Nga kiểm soát đều có thể bị coi là tàu chở hàng quân sự từ ngày 21 tháng 7 và sẽ chịu rủi ro tương ứng. Chúng tôi đã thấy tuyên bố của Nga về việc các tàu đe dọa ở Biển Đen. Chúng tôi đã thấy phản ứng của Ukraine. Tất cả những điều này đang khiến chúng ta ngày càng xa rời nỗ lực mở lại các tuyến đường này và đưa mọi thứ chúng ta cần ra thị trường. Đó là thực phẩm, phân bón của Ukraine và Nga. Tổng thư ký sẽ tiếp tục nỗ lực của mình, nhưng chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng có một sự tiến triển cả trong hành động và lời nói. Các dữ liệu công khai cho thấy, mỗi ngày có hàng chục tàu chở hàng và tàu container hoạt động quanh Biển Đen. Về mặt kỹ thuật, cả Nga và Ukraine đều có khả năng giáng đòn nặng nề vào những con tàu mà họ cho là tàu quân sự. Moscow có thể triển khai hạm đội Biển Đen, còn Ukraine có thể triển khai máy bay không người lái. Ngoài ra, hai bên cũng có thể sử dụng tên lửa chống hạm. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khó có khả năng xảy ra các cuộc xung đột trên diện rộng tại Biển Đen, bất chấp lời lẽ gay gắt của cả Nga và Ukraine. Theo một số nhà quan sát, chiến lược của Nga đe dọa tuyến đường thương mại chính của Ukraine có thể có hai mục đích. Trước hết là buộc phương Tây phải dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đang bóp nghẹt thương mại của Nga. Tiếp đến, việc làm suy yếu nền kinh tế Ukraine sẽ khiến Kiev cắt giảm kinh phí cho các hoạt động quân sự. Mục tiêu chính của Nga là làm suy yếu nền kinh tế Ukraine. Nếu họ có thể làm điều đó mà không cần súng đạn, họ sẽ rất có lợi. Những tuyên bố cảnh báo ăn miếng trả miếng giữa Moscow và Kiev đã làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đen, làm dấy lên lo ngại chiến tranh có thể leo thang và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển thương mại. Từ đó sẽ tác động tiêu cực tới nguồn cung ngũ cốc cho thế giới. Bản tin nhìn ra thế giới của chúng tôi hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.